kiểu gì đấy. Từ trên ban công nhìn xuống. Đang mất tiêu rồi không thấy. Chưa thấy đâu hết. Ông ngồi bây giờ mới thấy dập diều nè. Bây giờ người ta mới đi chơi ha. Nào cũng có một ngày mình trở lại đây. Nghe thì cũng chửi mình chết. Ai tỷ kiến một tỷ đệ mình. Xem anh ta đi tới đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.